Có tư tưởng giỏi cậu cũng không nghĩ ra được đâu. Thằng nào anh nói mẹ ra đi em sốt ruột lắm rồi. Em đang tò mò đây này. Thằng Triều. Sao ạ? Thằng Triều ạ? Thằng Triều, thằng út con ấy mà cũng đòi đắp đảnh cơ. Lão nói rất nghiêm túc. Cơ cấu nó vào lãnh đạo, sẽ đưa nó làm phó phụ trách sau khi lão Hà về. Phó phụ trách? Mẹ kiếp, thằng Triều, thằng ôn con, thằng lính quèn ấy, làm sao mà đọ được em? Mà không hiểu tại sao lão Hoạch lại lựa chọn phương án này. Đúng là gà non ấp trứng. Tỉnh đã hết người đâu, thế mà nó vẫn đưa vào đấy. À mà này, tôi thấy có khi thế lại hay đấy. Đưa cậu vào này, cậu lại càng có cơ thắng lợi. Nó thằng danh con, có ai biết đâu. Cậu thì ai cũng biết cả rồi. Còn nó thì ngay cả trong đảng ủy cũng chỉ có một hai mống biết nó thôi. Thôi thì vụ này chăm sự nhờ anh. Em mà thắng thì không bao giờ quên ơn. Thần cậy cây đa, cây đa cậy thần. Không giúp cậu thì tôi giúp ai? Rùng rợn lắm. Em thấy có một người bị trói. Xung quanh thì có rất là nhiều người lao vào tra khảo. Rồi thật sự em không dám nghĩ tới nữa. Chuyện xảy ra ở đâu? Em cũng không biết. Nhưng em thấy nhắc đến cái tên Sơn Bạch Tuộc với cả Hà. Dám anh được xem trực tiếp thì sẽ hiểu rõ hơn. Anh này. Sao em? Chỗ các anh có ai tên là Triều không ạ? Có em. Anh ta là người như thế nào? Hả? Anh Triều là một người giỏi nghề và nhiệt tình với công việc. Không, em nói về bản chất cơ ạ. Anh Triều là một người nghĩa hiệp. Nhớ đợt ở Mường Kim, nếu không có anh ấy giúp thì anh và ông Lâm chắc bỏ mạng trên đó rồi. Vậy mà... Sao em? Nếu như anh biết có người định hại anh Triều thì anh sẽ làm gì ạ? Anh Long. Anh ơi. Lương tâm là bậc thầy đáng tin tưởng nhất. Và em tin là anh sẽ không bao giờ ủng hộ điều xấu.